Chào mừng các bạn đã đến với LTG, mình là Phương Di. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với nội dung của đấu phá thương khung phần 6 tập 31. Nếu như các bạn thấy video này hay, đừng quên ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi nhé. Đến với hình ảnh Nạp Lan Yên Nhiên, một đám người đang vây quanh nói: "Tiểu mỹ nhân đừng sợ, người địa linh môn chúng ta không bao giờ ức hiếp phụ nữ cả. Chỉ cần người ngoan ngoãn giao linh hồ trong tay ra đây, bọn ta sẽ rời đi ngay." Nạp Lan Yên Nhiên nói: "Chỉ là vài con tôm tép mà thôi, tiểu hồ ly, người trốn đi, nhìn ta đây." Rút xuất ra phóng lên phân hình kiếm đánh về phía đám người địa linh môn. Đám người địa linh môn nói: "Con nha đầu này lại là ngũ tinh đấu hoàng sao? Liên thủ lại cho nó biết mùi lợi hại." Rút xuất ra đại địa chí linh, thổ dung chi pháp đánh về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên xuất ra cực ảnh kiếm liêm chống đỡ nhưng vẫn bị trọng thương nói: "Đây là cái gì? Đấu khí của ta đột nhiên không thể sử dụng nữa." Đám địa linh môn nói: "Mùi vị của đấu khí ám thuộc tính rất khó chịu đúng không? Sớm đưa tài chịu trói có phải tốt không? Vốn dĩ chỉ định lấy thông linh bạch hồ, bây giờ chi bằng mọi người thân mật nồng nhiệt hơn chút." Tiếp viêm lúc này xuất hiện nói: "Thân mật nồng nhiệt, các ngươi xem cái này đã đủ chưa?" Rồi vung huyền trọng xích đánh đám địa linh môn tơi bời khói lửa và chạy mất. Tiêu viêm giơ tay nói: "Đã lâu không gặp Nạp Lan Yên Nhiên, có phải cô béo lên không?" Nạp Lan Yên Nhiên đuổi đánh tiểu viêm nói: "Năm đó ở Vân Lam Tông nên đánh ngươi một trận ra trò rồi." Đột nhiên lúc này Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy trong người có vấn đề gì đó. Tiểu viêm nói: "Tên dở trò sau lưng kia, đừng có trốn nữa, mau ra mặt đi." Một người đến nói: "Màn anh hùng cứu mỹ nhân này đúng là xuất sắc, đến đấu khí ám thuộc tính của ta cũng có thể phá giải. Không hổ là tên tiểu tử đến phòng lôi các cũng dám trọng, tại hạ Vương Trần của Hoàng Tuyền Các." Tiểu viêm nói: "Ai nhỉ, chưa bao giờ nghe qua. Ở đại lục này ta thực sự không quen biết gì cả." Nạp Lan Yên Nhiên nói: "Hoàng Tuyền Các Vương Trần, đấu hoàng đỉnh phong, bẩm sinh khát máu, nghe đồn đã từng đấu với một số đấu tông khác mà vẫn có thể rút lui an toàn. Kể cả như vậy, ta cũng tuyệt đối không giao linh hồ vào tay người đâu, nếu muốn cướp thì cứ ra tay." Vương Trần nói: "Không không, bình tĩnh một chút mỹ nữ, hôm nay ta chỉ là được người khác nhờ vả, giúp địa linh môn cướp linh hồ này lại mà thôi. Có điều bây giờ xem ra địa linh môn cũng không cần ta nữa, ta càng không cần phải hao tốn thế lực đấu với các người một trận. Chúng ta có duyên ắt sẽ gặp lại, rồi rời đi." Tiêu viêm cầm linh hồ lên nói: "Cướp đi cướp lại chính là vì thứ nhỏ bé này sao? Nhưng đã bị nó cào cho vào mặt." Nạp Lan Yên Nhiên nói: "Vì những con đường phải đi ở Thiên Sơn Huyết Đàm khi trước, có một mê trận tự nhiên, nếu như không biết bí pháp ra sao, sẽ bị nhốt lại, bỏ lỡ năng lượng triều tịch. Thông linh bạch hồ thiên sinh đã tránh được mê trận, vì công dụng này nên mọi người muốn cướp nó để mang qua đường." Tiêu viêm nói: "Nghĩa là cô biết đến Thiên Sơn Huyết Đàm như thế nào, đúng không? Cùng đi đi, tiểu tỷ tỷ." Nạp Lan Yên Nhiên dẫn Tiêu viêm đi rồi nói: "Thật sự không ngờ sẽ gặp lại ở đây. Thực ra ta biết cơ hội lấy được suất vào huyết đàm không cao, nhưng lão sư bảo ta đến đây thử xem, coi như đi cọ sát." Tiêu viêm nói: "Vân Vận Tông Chủ cũng đến Trung Châu sao? Cô ấy vẫn khỏe chứ?" Nạp Lan Yên Nhiên nói: "Yên tâm đi, lão sư vẫn khỏe, người đang bế quan tu luyện, chuẩn bị lần gặp mặt tiếp theo dọa người một trận." Tiêu viêm nghĩ, mọi người đều ổn, như vậy là tốt rồi, chúng ta sớm muộn cũng sẽ có ngày gặp lại. Rồi nói: "Ta hỏi cô một câu nữa này, ở băng thiên tuyết điện này cô vẫn để hở chân ra ngoài không thấy lạnh sao?" Nạp Lan Yên Nhiên không thèm trả lời rồi nói: "Đến rồi, đây chính là thiên nhiên mê trận mà trước khi vào Thiên Mục Sơ chủ bắt buộc phải qua." Tiêu viêm nói: "Không có ai, lẽ nào chúng ta đến sớm nhất sao?" Nạp Lan Yên Nhiên nói: "Cũng có thể những người đến trước đã vào mê cung rồi, tiếp theo phải dựa vào ngươi rồi, linh hồ." Đột nhiên có một nguồn lực đánh đến chỗ Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu viêm đến đỡ nói: "Cẩn thận, có bẫy." Đám người mai phục ở đấy nói: "Tình báo không sai, quả nhiên là thông linh bạch hồ, nếu không thật không biết đi qua mê cung như thế nào. Ra bạch hồ ra đây, nếu không giết không tha." Rồi cả đám người lao về phía Tiêu viêm. Tiêu viêm nói: "Yên tâm đi, đám tôm tép này căn bản không đỡ nổi một đòn." Rồi xuất ra diễm phần phệ lãng xích đánh cả đám tiêu tan. Lúc này vẫn còn một tên còn sống định đánh lén Tiêu viêm, Nạp Lan Yên Nhiên giết hắn nói: "Vừa nãy người nói gì cơ?" Lúc này một tiền bối nói: "Trẻ tuổi mà cũng có chút tại đó, sao mới thế đã muốn đi rồi sao?" Tiêu viêm nghĩ, khí tức của đấu tông, tại sao dưới năng lượng triều tịch lại còn có đấu tông xuất hiện chứ? Nạp Lan Yên Nhiên chắp tay nói: "Người là tiền bối của phệ kim thử tộc sao?" Rồi quay sang nói với Tiêu viêm: "Phệ kim thử tộc vốn là bá chủ của Thiên Mục Sơn Mạch này, vì tranh đoạt quyền sử dụng của huyết đàm này mà đấu với tứ phương các rất lâu, cuối cùng mới định ra ước định như hiện tại. Mỗi lần có 10 danh ngạch, 8 danh ngạch thuộc về loài người, 2 danh ngạch thuộc về phệ kim tử. Hơn nữa, phệ kim tử tộc có quyền thiết lập quan ải thử thách người lên núi ở Thiên Vũ Sơn." Tiền bối nói: "Đúng thế, nếu không vượt qua khảo nghiệm của ta thì 10 danh ngạch đều thuộc về phệ kim tử bọn ta." Tiêu viêm nói:
Tiền bối, Thư tộc phái Đấu Tông đến thí luyện có phải là hơi quá đáng không? Tiền bối nói, quá đáng, người mới là quá đáng. Các ngươi quá đáng nhất, không chỉ cướp danh ngày huyết đàm mà hiện tại còn không lễ phép. Ngươi biến địa bàn của ta thành ra thế này, còn muốn đi là xong chuyện sao? Phá hoại môi trường, phạt tiền. Thiên Mục Sơn là nhà ta, bảo vệ là trách nhiệm của mọi người. Đừng phí lời nữa, nộp tiền phạt đi, rồi dơ ra cho Tiêu Viêm xem. Nạp Lan Nhiên Nhiên nói, nhiều thế sao, tiền bối, là chúng ra tay tấn công trước, vãn bối chỉ là bị ép nên mới. Tiền bối nói, đúng thế, vì các ngươi mới có cơ hội nộp tiền chuộc tội. Tiêu Viêm lấy ra ngũ phẩm khí tu đan đưa cho vị tiền bối kia nói, tiểu bối không mang đủ tiền, tiền bối có thể châm trước một chút, dùng đan dược để thay thế được không? Tiền bối nhân nói, nể tình thái độ của các ngươi không tồi, ta sẽ chấp nhận, mau đi đi, đừng làm lỡ thời gian. Rồi nghĩ, luyện dược sư thú vị đấy, nói không chừng còn có thể giải quyết được vấn đề từ trước đến giờ của gia tộc ta. Đến với Thiên Sơn Đài, đám người ở đấy nói, sắp đến giờ rồi mà vẫn chưa tới, xem ra chẳng có gì rồi. Tuấn kiệt thanh niên của tứ các đều tề tự ở đây, đợi lát nữa kiểu gì cũng có kịch hay xem. Nhìn kìa, đó là Phượng Thanh Nhi của Phong Lôi Các, nàng ta là người đến đây sớm nhất. Còn có Đường Ưng của Vạn Kiếm Các, Vương Trần của Hoàng Tuyển Các, cô bé kia cũng đến tranh giành đàm danh ngành sao, đùa đấy chứ. Một người nói, đừng ngốc, đó là Mộ Thanh Loan của Tinh Vẫn Các, không biết tám danh ngạnh cuối cùng lần này sẽ rơi vào nhà ai. Kim Thạch nói, đến giờ rồi, nếu năm nay chỉ có bấy nhiêu thì. Tiểu Viêm lúc này mới đến nói, tiền bối xin đợi cho giây lát, còn có hai vạn bối nữa, thật xin lỗi đến muộn một chút, không làm lỡ giờ bắt đầu chứ. Kim Thạch nói, không sao, sau đây lão phu sẽ giới thiệu các quan ải của lần này. Khảo nghiệm lần này chỉ có một, chỉ cần thông qua khảo nghiệm của phệ kim thư tộc ta, thuận lợi lên đỉnh núi là coi như qua ải. Rồi thả ra một đàn chuột nói, bây giờ bắt đầu vượt ải. Đám người kia bày lên nói, chỉ dựa vào những sùng vật này mà cũng đòi ngăn cản lão tử sao? Nhưng đã bị đám sùng vật xuất ra luồng sóng âm đánh cho bị loại. Tiêu Viêm nói, công kích sóng âm, đám chuột trông thì không có gì là khó vượt qua, lại lợi hại thế sao? Nạp Lan Nhiên Nhiên nói, âm ba của phệ kim tử có thể xuyên thấu đấu khí trực tiếp thâm nhập vào đầu, khiến người ta sinh ra ảo giác, thậm chí trực tiếp hôn mê, cẩn thận đó. Tiêu Viêm nói, xem ra chỉ có thể đối đầu trực tiếp hoặc là dùng âm ba đấu kỹ thôi. Lúc này người của tứ phương các bắt đầu khảo nghiệm. Tiêu Viêm nói, Nạp Lan, chúng ta đi thôi, chúng ta liên thủ để vượt qua thử chiêu âm ba trận này. Nhưng càng đến gần trung tâm thì âm ba trận càng mạnh, quả nhiên không thể coi thường. Nạp Lan lúc này bị thương nói, xin lỗi, ta cố gắng hết sức rồi. Nạp Lan bị đánh văng ra nói, mặc kệ ta, tiếp tục tiến về phía trước đi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm xuất ra Tam Thiên Lôi Động đỡ Nạp Lan nói, đã nói là cùng nhau vượt ải, ngươi không được bỏ rơi ta giữa đường. Mộ Thanh Loan thấy vậy nói với Phượng Thanh Nhi, Tam Thiên Lôi Động của Tiêu Viêm không tồi, sâu không kém nào chân truyền Phong Lôi Các của các ngươi. Phượng Thanh Nhi nói, tên nhóc nhỏ nhoi, ta lại muốn xem hắn làm thế nào để vừa bảo vệ một người, vừa có thể thông quan thử chiêu âm ba trận này. Tiêu Viêm bảo Nạp Lan dùng đấu khí che lỗ tai lại, rồi xuất ra sư hổ tái kim ngâm, đánh vỡ thử chiêu âm ba trận. Tiêu Viêm nói, âm ba đấu kỹ này hiệu quả thế sao? Nạp Lan nói, chắc là có được một tia long khí trong âm dương huyền long đan. Kim Thạch nói, đứa trẻ này thật mạnh mẽ, lại khiến mọi chuyện ra thế này, thế mà quan ngại bị phá. Lần vượt quan lần này kết thúc tại đây, những người có tư cách huyết đàm lần này bao gồm Đường Ưng, Vương Trần, Mộ Thanh Loan, Phượng Thanh Nhi, Tiêu Viêm, Nạp Lan Nhiên Nhiên, tổng cộng có 9 người, những người khác không có ý kiến gì chứ. Tiêu Viêm nói, xin lỗi, ta không khống chế được mức độ.